Chợ Cần Thơ. Ủa này mình kêu đại là chợ Chồng Hổm hả? Chợ gì? Chợ đêm. Chợ đêm hả? Chợ đêm. Anh ai thì chưa đâu rồi coi chừng đi lạc. Hay mình đi chợ đêm á anh? Chợ chiều. Chợ đêm luôn này. Chợ đêm hả? Phố đi bộ á. Ồ, phố đi bộ Cần Thơ. Giống vậy đó. Sao có gì chi vậy? Nhưng mà chị thích cái màu này không? Mà em luôn phải không? Dạ. Cảm ơn hai chị em, hai đôi gú.
cao cao. Bao ăn dài bà ba. Bao bà ba. Bà ba có lượng cây nhiều lắm, nhiều lắm. Ăn kế qua đã. Nhà treo bên đây màu bà ba. Vô luôn. Bỏ đi hết được luôn rồi. Nó bỏ đi. Đây là đôi guốc cao cao, hai đôi guốc. Bà ba với bà sáu. Kính thưa quý vị, đến với du thuyền Cần Thơ là đến với một không gian trong lành bên dòng sông Hậu Thuyền Hòa, từ lâu được mệnh danh là Cần Thơ Gia, quê hương gạo thơm mỡ đông, một thành phố Tây Đô rực rỡ với những ánh đèn khoe sắc soi mình bên dòng nước Cần Thơ. Phía trước là chiếc cầu Cần Thơ sừng sững cao ngạo cùng thế hiện. Kính thưa quý vị, chương trình phục vụ đêm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những giọng ca bình dị chân thương, những tiết mục ảo thuật đầy hấp dẫn, đặc biệt là những món đàn giọng ca tài tử ngọt ngào của người dân Nam Bộ quê tôi. Xin kính mời quý khách cùng thưởng thức những món ăn quê hương của vùng sông nước Cửu Long, kết hợp hài hòa với những món ăn đặc sản cho đội ngũ đầu bếp nhân viên của từng khu vực của quê tôi. Hy vọng rằng quý khách sẽ ngon miệng và hài lòng. Xin chào. Xin kính mời quý vị cùng đến với sân khấu sân bàn trình diễn ảo thuật và thực gia tiếp là scream and shout, say hey, 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 hey. Hey.
bird, I keep stressing my mind, mind. I look for peace, but see, I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. But that's what we miss. That is the magnet keeps attracting me. I try to run it, but see, I'm not that fast. I think first, but surely finish last.
tàu đã rời bến đến chiều. Đây là quán cà phê Cá Coi ở Cần Thơ, Bến Ninh Kiều. Quán cà phê quá là rộng luôn, đẹp. Tại Cần Thơ. Wow, một không gian rất là đẹp. Một cái quán cà phê nuôi toàn là cá coi. Trời. Trời, lần đầu tiên mới tới cái quán cà phê gì mà nó lạ lùng vậy đó. Trời ơi. Hả? Cái gì anh? Ồ. Để quay cái này cái. Trời. Kim coi có gì Cần Thơ. Trời, quán cà phê gì mà đẹp mà rộng dữ vậy đó hả? Đúng là thổ địa dẫn mình đi mình mới biết chứ làm gì mình biết được quán cà phê này. Vậy hả? Trời ơi, ngồi chung quanh là cá nó bò vậy đây hả? Oh my god. Ôi.
Đây là em Thiên Ngọc Hiếu nè. Đây là em Thiên Tú Trinh nè. Ôi, ở này là thổ địa Cần Thơ nha. Đi ra đây gặp mấy anh chị em họ Thiên ở đây. Trời ơi, vui quá. Tình cờ gặp nhau luôn. Cho chị xin tố đi. Ở đây có xin tố gì em? Cho chị xin tố mảng cầu chua chua, đừng bỏ đường. Cái này xin sẵn rồi chị. Vậy hả? Cho chị đi xin tố mảng cầu. Trời ơi, đẹp quá. Wow. À. Chị để cái này xuống cái bát cái tay luôn á. Trời ơi. Đây là bến tàu bến tàu Cái Răng, chợ nổi Cái Răng. Mình gia đình mình bao chiếc tàu đi xuống chợ nổi. Rồi tổng thể gia đình này phát áo phao vô hết chuyện này. Rồi em mặc liền, em mặc liền. Rồi em mặc liền, em mặc liền. Còn thằng cái 700.000 em giữ vậy đó hả? Con tàu yêu là cưới. Yêu là cưới.
Dạ, tới đây là cuối chợ, nếu bình thường đông ở đầu lên tới trên kia căn vô cái phao vàng con xanh hai bên anh thấy không? Nó có cái phao luồn ở trên đó đó. Dạ rồi, bây giờ em sẽ ghé cho gia đình mình lên tham quan nhà bè hủ tiếu, đặc sản miền Tây và lò kẹo dừa không đường ha. Ở đây là những quy trình nó sản xuất theo kiểu truyền thống cho mình tham quan trải nghiệm. Thích cái nào thì mua làm quà cái đó thôi. Vô đây mình hủ tiếu pizza là cái này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình được hủ tiếu pizza nữa. Đúng rồi anh. Đây là nó hai chi nhánh mà nó cạnh tranh với nhau mà. Hủ tiếu pizza. Còn bên đây thì nó quy mô hơn tại nó có lò kẹo dừa đâu luôn. Để em ghé cho mình tham quan cái lộn điểm hơn. Một cặp luôn. Ở trên đây nó tới 5 cái. Ủa số này để làm gì em? Một trái được 5 ly. Một trái bao nhiêu tiền chị? 270 ngàn. Mua à? Ồ. Còn một trái duy nhất thôi hả? Ồ vậy đó hả? Cái đó gì vậy em? Dưa nước hả? Ồ, ồ, mua cái này ăn, mua cái này ăn. Cái này lạ nè. Cái này nè. Mà không biết nó có ngọt không biết. Thôi tự nhiên nó ngọt. Vậy hả? Bỏ đường, mình hay bỏ đường, nó quen bỏ đường. Em ơi. Dạ, dạ, dạ. Có liền không? Dừa nước này mình có bỏ thêm đường không? Hay là mình tự nhiên? Vậy hả? Nó có ngọt quá không? Không, không, không ngọt lắm cô. Cho em một ly thử. Rồi, rồi, lấy đi. Cái gì vậy? Hủ tiếu đủ vào. Ồ, lò hủ tiếu. Vậy là mình ăn hủ tiếu đây được phải không? Có ăn không? Ồ, mà hủ tiếu bán hủ tiếu gì? Đâu có hủ tiếu. Có hủ tiếu tô dưới đó. Đủ màu luôn ha. Có dinh rồi. Cắt lại xong rồi. Ồ. Wow. Hủ tiếu hoa, ồ, cái hoa đậu biếc. Đây là hủ tiếu lá cẩm. Ôi. Mình mua về với Cà Mau mình ăn nha. Hủ tiếu túi. Không biết cái này mà có thật sự làm từ lá cẩm không hay là làm màu ta? Hả? Ồ, má làm hủ tiếu đây hả? Đây là má làm hủ tiếu. Ồ, nguyên cái bánh như vậy rồi cắt ra hả? Dạ, để lên đây cái cắt ra. Cái màu này là cái màu mỏi. Dứa hả? Không, cái màu này. Màu giả hả? Nhưng màu thực phẩm này. Ừ. Cái màu lá dứa thì cũng không có ra đúng màu. Đúng rồi, nó không ra màu đó đâu. Màu mấy màu kia thì có thể là nó vậy là nó không dữ rồi. Riêng cái màu lá dứa nó đậm. Sáng vậy. Đúng rồi, hơi đó. Còn cái này gì vậy? Cái này gì vậy? Bán cái gì vậy em? Hủ tiếu ngọt. Hủ tiếu ngọt. Hủ tiếu ngọt. Có ăn không? Mua thử cho ăn thôi. Thôi đồ ngọt ăn mà. Thì coi nó làm á con vui lắm. Nó quay quay chứ. Đâu đâu. Cái này gì vậy anh? À, cấm dẹp không cảm gì tại vì nãy giờ anh cũng bán. Cấm dẹp. Một ly bao nhiêu vậy anh? Một ly. À. Cho em một ly cấm dẹp. Cô thắm rồi guốc, cô thắm coi chừng nha, cô thắm nha. Thắm nhảy được không? Dạ được. Cộc 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 cộc. Ai biểu mang guốc nha. Gái thì mỹ ghê luôn chị Hoa. Thiệt á. Trời
mình đi tham quan vườn sinh thái Cần Thơ. Chinh đường hai trái thấy không? Đang xịt thuốc. Dám đi không? Đi tới và đi lùi. Nghe bán giống cái cây đó, mấy cây đó giống cà phê phải không ta? Cô thứ ba con. Cô thứ ba là cô. À. Bây giờ tới cô ba bơi. Hay ta. Bơi qua cái mương này. Dạ. Cũng không có gì khó lắm. Dạ. Yeah. Mà biết bơi rồi cũng không khó. Mà phải biết mới được chị chứ. Mình là mình phải canh lắm. Dạ chứ hồi lắc nhé. Tại mình biết phải á. Phải ngồi im, phải bình tĩnh, không có rung. Rung là cái cha đảo chiếc xuồng. Dạ. À mía thanh diệu nè. Nói chung bơi cũng là cái này cây mía thanh diệu nè, cái thân màu đỏ, mềm. Cây cốc. Mẹ ơi cho con làm nha. Không được đâu. Yeah, con muốn bơi hả? Dạ. Không được, Bi không thể nào làm được, Bi không thể làm được. Bơi là một nghệ thuật. Trời, thấy không? Đúng là lắng hay thở thiệt á. Hai anh kia không xuống hả ta? Phải bình tĩnh không có rung. Đúng là bơi đó là mình rung là nó chao đảo, nó lắc liền. Dạ. Lúc này thì hơi dùng lực một chút. Tại vì con mập quá mà. Đây là trở về mái nhà xưa. Ở đây kêu bằng gì em? Gia Xuân Phong Điền, Cần Thơ. Đây là hồ sen. Quá trình sen luôn. Đây là con sông cạn nước hết rồi. Hôm nay mình
đi những cảnh đồng quê sông nước của miền Cần Thơ. Chụp hình hả? Cậu khỉ hả? Mỗi ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thấm xinh như nàng tiên. Ê, em nè. Mặt hoa da phong thêm mắt đá tình, mày cong môi thắm thắm góc quanh mình, tay gương xoay chân dây tay, nhìn cô tha thiết như liếu buông mành. Bà con cô bác ai nấy chen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô thắm, trong dáng hoa gấm hoa trang đài. Thế mà hôm nay cô thắm, trong khách các cô làng ta, non bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà duyên quê ấy mà. Cùng chị em chân dép cô đi chợ thì ra cô thăm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thơ theo thời, bao người thương bao trang mê, làng trên sớm dưới nông đất xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Ôi trời ơi, mắc cỡ quá à. Tiếp chân sẽ cùng với thầy Thiên Thương Ba xin gửi toàn thể quý khách với bài hát được mang tên Chiều Tây Đô, xin mời quý vị cùng nghe.